chẳng đáng để yêu. Mà sao em vẫn cứ ngây thơ, tin anh là thế, yêu là thế, em đã quá u mê. Mình em mang vào vì anh đã dối gạt em, làm em đau nhói từng đêm. Rồi anh cứ quay lưng đi như chưa hề gì, vì em đã quá khờ dại, vì em chẳng thể dừng lại. Để rồi mình em đau rất đau. Thôi người đừng nói, nói hay đi, đi, đi. Niềm tin trong em chẳng có gì sẽ tan nát. Đừng nói hay đi, đi, đi. Và em chẳng còn muốn nghe. Baby please don't hurt me anymore. Don't hurt me no more. Baby please don't hurt me anymore. Don't hurt me no more. Don't hurt me anymore. Don't hurt me anymore. Ai ai cũng nói anh chẳng tốt, anh chẳng đáng để yêu. Mà sao em vẫn cứ ngây thơ, tin anh là thế, yêu là thế, em đã quá u mê. Mình em mang vào vì anh đã dối gạt em, làm em đau nhói từng đêm. Rồi anh cứ quay lưng đi như chưa hề gì, vì em đã quá khờ dại, vì em chẳng thể dừng lại. Để rồi mình em đau rất đau. Thôi người đừng dạ có đã không quý vị? Đã cho em chồng có tay to được không ạ? Cảm ơn Hoàng Mỹ An rất là nhiều. Thank you dancers. Quý vị và các bạn thân mến, với cái tên Mỹ An thì bạn nhận được giải nhì của cuộc thi thử thách cục bước nhảy So You Think You Can Dance tại Việt Nam. Nhưng kể từ ngày hôm nay thì Mỹ An sẽ trở thành ca sĩ chính thức của Trung tâm Thúy Nga với cái tên gọi là Hoàng Mỹ An. Và hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ cho bé. Bởi vì 19 tuổi thôi, available. Quý vị nào chịu thì cứ điện thoại về trung tâm, chúng tôi sẽ giảm giá cho 10 cuộc gọi đầu tiên. Dạ, giảm giá là để nói chuyện với em thôi. Thì thưa quý vị, tại sao chúng tôi có thể giới thiệu Mỹ An đến cho quý vị? Bởi vì chúng tôi cảm thấy rất là tự hào. Bởi vì Việt Nam chúng ta càng ngày càng xuất hiện nhiều những cái nhân tài trẻ tuổi như Mỹ An. Là bởi vì với một cái technique như vậy, với một cái thành tích bề dày về dancing như vậy, thì Mỹ An rất có cái hy vọng sẽ trở thành một trong những cái ca sĩ mà có cái vũ đạo tốt nhất trên thế giới. Là tại vì trước đó Mỹ An đã được gọi là kiền tướng dance sport, và cô đã đại diện cho Việt Nam đi thi đấu ở trên thế giới và nhận được rất là nhiều những cái giải cao.
và thậm chí là giải nhất nhiều năm liền. Đó là lý do vì sao mà sắp tới quý vị sẽ thấy là Trung tâm Thúy Nga sẽ giới thiệu toàn bộ những cái phần biểu diễn đặc biệt của Mỹ An, và quý vị hy vọng sẽ ủng hộ cho cô bé 19 tuổi này.